Hi, xin chào buổi sáng các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Yevivo. Và sáng hôm nay thì mình đang có mặt đây là Đồng Văn. Thì đây là lần thứ hai mình đến Đồng Văn rồi. Cái cảm xúc lúc này thì là ở đây mùa này đang hơi vắng khách một chút, nên là mọi thứ xung quanh mình thì rất là yên bình. Mỗi khi đến một nơi nào đó thì với cá nhân mình thì mình sẽ luôn tìm đến một homestay, nơi mà mình có thể giao lưu với những người dân bản địa ở đấy. Thì ở Đồng Văn này, cái lần trước đây thì mình ở một nhà, nó chả khác gì là nhà của người ở dưới xuôi cả. Nên là lần này mình đã được một người bạn giới thiệu đến một homestay của một người dân tộc Tày. Hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đến đấy để xem là homestay của người Tày thì có gì đặc biệt không nhá. Rồi, chúng mình hãy cùng đi dọc phố cổ Đồng Văn nhé. Xung quanh đây, dọc đây thì có rất nhiều nhà nghỉ, rất nhiều homestay, các quán ăn, rất nhiều quán cơm này. Ở bên này thì có cà phê. Mà mình tự hỏi là ở đây tại sao các quán đều không có cửa? Thì ban đêm họ để đồ như thế nào nhỉ? Dưới xuôi mình là phải đóng kín cửa chứ sợ trộm lắm. Chúng ta đi dọc thẳng luôn nhé, sẽ không rẽ vào đâu cả, cứ đi dọc xuống thẳng đường phố cổ thôi. Các bạn mà đi xe thì sẽ thấy gần hơn, còn mình thì đang đi bộ. Cũng sắp đến rồi đấy. À, xung quanh đây còn có rất nhiều nhà dân ở đây, theo phong cách là họ giữ được cái nét cổ kính ấy. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem nhá. Đó, các bạn thấy không? Một ngôi nhà mình đoán nếu mà không nhầm thì đây là phong cách của người Mông à. Nhà này có 2 tầng nha. Đây, con đường mình vừa mới đi và đi tiếp nào. Chúng mình đã đi đến gần cuối con đường rồi đấy. À, đây rồi, thấy rồi. Đây có biển chỉ dẫn nè. Homestay Triệu Nghị nha. Chịu khó đi xa một chút nhưng mà chúng ta sẽ được trải nghiệm những cái điều nó sẽ đặc biệt đúng không? Đi bộ mệt phết rồi nha. Đây. Em chào anh. Anh làm gì đây? À, óc chó ạ. Óc chó này là óc chó nhà chồng hay óc chó mình mua đâu về đây anh? Được người dân bản địa ở trên này trồng và anh mua về để giúp cho một số người thân ở dưới xuôi. À, mình làm quà. Làm quà. Dạ vâng. Làm thuốc, làm dược liệu, chế biến những cái thực phẩm đồ uống. Vâng, óc chó là hơi bị tốt đấy nha. Rồi, mời em vào nhà chơi em ơi. Dạ vâng. Đây là nhà đặc trưng của người dân tộc Tày phải không anh? Vâng, đây là nhà đặc trưng, một cái nét kiến trúc rất là truyền thống của người Tây của anh ạ. Dạ. Là kiểu nhà sàn như này. Vâng. Cái gỗ này mình là gỗ gì ạ? Nó rất là nhiều loại gỗ em ạ. Đa số là nó thuộc cái dòng gỗ nhóm 2. Em đến từ đâu ạ? Em từ Bắc Giang. Con gái Bắc Giang. Bắc Giang chắc xa lắm ấy nhỉ, anh chưa được đến đấy. Anh chưa đến Bắc Giang á? Thế thì nhất định là anh phải đến rồi. Khi nào anh đến thì nhớ alo em sẽ dẫn anh đi. Rồi, anh cảm ơn. Em nhìn bàn này em tưởng là gỗ nhá. Đây là giả thôi. Dạ. Ra để có một cái gốc cây to này. Dạ vâng, đúng rồi. Trà gì đây anh? Đây cũng là trà của bản địa trên này thôi. Ở đây thì cái trà nó ít, nó cũng không giống vùng xuôi nhưng mà nó cũng là cái đặc sản của vùng miền ở nơi đây. Dạ. Thế em sẽ chờ nguội bớt, em sẽ thử. Tranh thủ chờ trà nguội thì mình sẽ đi lên quanh đây một chút. Cái sập này thì là để buổi tối mình sẽ ngồi ăn cơm à? Hay là thường thì mình để làm gì ạ? Cái sập này là cái nơi để mà tiếp khách. Tiếp khách. Và cũng có thể tận dụng là dùng để ăn cơm luôn à? Dạ vâng. Thế tối nay mình làm bữa nhé. Đây mời mọi người ăn cơm anh và thưởng thức rượu ngô. Dạ, ôi em là em khoái món rượu ngô lắm đấy. Đây, phía ở đây có cái bàn rất rộng này,
Ngoài ra nếu mà mình không ngồi ở dưới sập ăn cơm thì có thể ngồi bàn, nhưng cá nhân mình thích ngồi sập hơn. Trên này là nhà anh ở hay gì đấy ạ? Ở trên này mình có phòng không? Nhà anh ở phòng dành cho khách đến tham quan thì có thể nghỉ ngơi ở trên này. Dạ. Mời em lên trên này tham quan một chút. Vâng. Vui lòng cởi giày, nhớ cởi giày nha các bạn. Em thì có một lần em đi Mộc Châu, em có ở nhà sàn rồi. Nhưng mà phong cách ở đấy thì em thấy là hơi khác lên một chút. Đây, đây là cái không gian mà tập thể dành cho các bạn nam nữ là có thể ngủ chung ở cái phòng. Ôi, các bạn ơi. Wow. Trời ơi, từ đây chúng mình có thể nhìn thấy ở kia là cánh đồng kìa. Mọi người có thửa ruộng thì cũng đã gặt rồi, có thửa ruộng thì chưa gặt, đang chờ chín rồi. Và từ đây cảnh đẹp quá anh ơi. Có thể nhìn thấy xa xa kia có những bà con đi trên đường kìa. Đấy là bà con đang chuẩn bị đi thu hoạch lúa đấy. À, dạ. Ở đây thì mình nhìn này thì chắc là bà con làm thủ công hết chứ ạ? Cái này làm thủ công thôi, vì do cái điều kiện cái ruộng đây nó không bằng phẳng như dưới xuôi ấy. Vâng. Nên là chủ yếu các cái hoạt động sản xuất lúa ở đây đều là thủ công hết ạ. Ở bên kia họ đang gặt đúng không anh? Vâng, rất là nhiều hộ gia đình hôm nay gặt vì thời tiết cũng tương đối là đẹp. Vâng, không quá nắng mà cũng không mưa. Vâng. Hôm nay rất là đẹp, thời tiết rất là đẹp. Ôi em thấy ở đây có dàn, đây là cây gấc đúng không anh? Đây là dàn gấc em ạ. Hay mình đi xuống dưới nhá, mình đi xuống em muốn xem cây gấc. Qua đây đi thì anh còn một ngôi nhà thứ hai ở bên kia nữa. Bên kia mình vẫn còn ạ? Dạ. Mời em có thể tham quan thêm mấy ngôi nhà bên kia. Dạ vâng, mình đi xuống nhá. Đây cái nhà thứ hai mình ở bên này ạ? Là đi qua. Nhà này là nhà thứ hai vì là nhà anh thì mới làm du lịch thôi, nhưng mà cũng rất là nhiều bạn ở dưới xuôi đến trải nghiệm đây thì cái nhu cầu nghỉ cũng nhiều hơn. Thì anh đã làm một cái nhà mới làm, vừa mới hoàn thiện thôi. Dạ. Nếu mà mình phun phòng ấy ạ thì mình được bao nhiêu khách ạ? Như hai nhà của anh mà phun phòng với cả các cái sàn tập thể ấy, dạ, thì gần 100 khách ạ. Ủa, thế là cứ đoàn nào mà đông thì cứ đến nhà anh Triệu Nghị. Thoải mái luôn các bạn ơi. Đây là một số cái phòng mà anh cải tiến để phù hợp với cái nhu cầu của khách nghỉ. Vâng, khá là mới. Trong thì có cả vệ sinh khép kín. Dạ, đà, đây, ôi nhìn xịn sò đấy nhá. Đây là phòng dành cho hai bạn ngủ. Dạ, là phòng đôi đấy. Phòng đôi, giường đôi. Tiếc là em không có người yêu để có dùng người yêu đi. Vâng, rèm. Ra cánh đồng và núi cũng rất là đẹp. Em thích cái kiểu phong cách màu vàng nâu, màu cam này, rất là ấm cúng. Ở đây thì anh sử dụng toàn là cái vật liệu địa phương. Dạ. Anh không để nó mộc nhưng mà anh cũng không chát chiếc vào. Dạ. Và cái công nghệ làm cái gạch, đất nung ấy thì cũng đã có từ rất lâu, từ thời xưa mà các cụ cũng đã sử dụng cái vật liệu này làm nhà. Dạ. Ngày xưa thì cũng giao thông lên trên này thì rất là khó khăn mà cũng chả có xi măng để mà làm như bây giờ. Nhưng sao cái gạch này lại màu vàng ấy? Bình thường dưới xuôi là gạch màu đỏ. Ở đây là không nung em ạ. Đây cái gạch này là chỉ nén ép bằng đất thôi. Đất ở vâng. Thế là vẫn giữ được cái màu vàng của đất. Hay quá. Đây, nhà vệ sinh. Rất là sạch sẽ này. Sự kết hợp giữa cả phong cách truyền thống và hiện đại. Em mời nhấn lên tham quan thêm một số cái phòng ở trên. Dạ vâng. Nhà mình nhiều phòng quá. Đây mình có một cái phòng mà mình khi mình xây dựng lên mình cảm thấy là nó ấn tượng nhất. Sau đây mình mới mời Yến vào để tham quan vì nó ấn tượng ở chỗ là có cái view nhìn ra view cái cánh đồng và bên núi đá rất là đẹp. Ui, vừa có hồ này, vừa có núi này, bầu trời này. Buổi sáng chỉ cần đây ngủ dậy, các bạn thấy không, ngủ dậy này kéo rèm ra phát là toàn bộ thiên nhiên ở ngay trước mặt chúng ta rồi. Đúng là bạn em giới thiệu quả không sai anh ạ.
homestay view không dám nói là đẹp nhất nhưng mà đặc biệt nhất. Và anh là chủ nhà mà anh cảm thấy nó ấn tượng nhất là hòa mình vào thiên nhiên luôn các bạn ơi. Đây chính là những cái gì mà chúng ta tìm kiếm khi du lịch đấy. Cảm ơn anh Nghị vì đã dành thời gian dẫn em đi tham quan hai cái nhà sàn rất là đặc trưng của người dân tộc Tày mình. Vâng, hy vọng là Yến cũng sẽ giới thiệu và giúp mình để nhiều người nữa biết đến cái ngôi nhà của mình. Dạ, chắc chắn rồi. Một điều rất là đặc biệt ở Đồng Văn này thì em sẽ không thể nào mà không giới thiệu với các bạn được, đúng không nào? Vâng, anh cảm ơn ạ. Bây giờ là anh chuẩn bị đến bữa trưa, anh đi nấu cơm à? Anh chuẩn bị bữa trưa để tí anh mời mọi người ra vui cùng với gia đình nhá. Hay quá. Thế em sẽ đi loanh quanh một chút nữa nhá. Rồi, em cứ đi tham quan tỉnh nhân nhá. Dạ vâng. Đấy. Trời ơi, meo. Ở kia có mấy con vịt kìa bạn ơi. Vịt 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 vịt. Xem nào. À, mình phát hiện ra một thứ. Trời ơi. Chú vịt nào đã bỏ quên ở đây vậy? Tiếng xèo xèo của đồ ăn ở trên chảo. Món gì vậy anh? Anh đang xào lòng đấy mà. Lòng. Và anh trực tiếp anh nấu cho bọn mình ăn. Đấy, anh chủ hôm nay. Ôi, ngại các bạn ơi. Mọi người cùng ngồi lên để ăn cơm tối nào. Mình đã mong chờ bữa cơm này từ trưa đến giờ. Đây chỉ là cơm gia đình thôi bạn ạ. Đã uống là phải say, hơi vùng cao là thế. Uống chưa say chưa về. Khi giới thiệu ở nhà. Đây nhá, thằng OG đây này. Đây, món đặc biệt. Khách đến nhà thì chủ nhà phải thử trước. Để chứng minh rằng hết là trong bữa cơm người ta không bỏ mùa vào đâu. Đấy. Dài ăn cả 10 quả luôn. Không đắp thật mà. Hả? Ở trên này thì có nghĩa là tại em sao là cọc trên và cọc dưới. Anh giải thích luôn cho em dễ hiểu là như này này. Có nghĩa là mình tôn trọng người ta. Đây mình nhận hết. Trọng người ta hết. À không, em đang giải thích cho bạn hiểu thôi. Con ạ, ví dụ em ít tuổi hơn anh thì là anh, đây em đưa chén anh ra đấy, đấy thì anh sẽ như thế này đúng không? Không, đấy anh sẽ như thế này. Nhưng mà còn nếu anh ít tuổi hơn em thì anh sẽ như thế này. Nó đúng.